Chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Ly. Chào mọi người đã đến với kênh Anh Ly BTR. Thì hôm nay thật sự là Ly rất là vui. Vui vì thứ nhất là mình chuẩn bị đón một năm mới, một tuổi mới. Thì cái đó mình rất là vui. Và cái thứ hai nữa là kênh mình hiện tại bây giờ là 6 tháng mình đã thành lập kênh, và cuối cùng mình cuối năm nay mình tổng kết lại là mình đã đạt được 50.300 sub. Thì Ly sẽ làm ra một cái món đặc biệt hơn, đó chính là chân gà quái thú ha. Thì để làm món này thì nói chung cũng đơn giản thôi. Mình cũng xem trên nhiều YouTube. Thật sự là trên YouTube mình thấy người ta không ai chia sẻ món này. Và có chia sẻ chăng nữa thì làm nó cũng, mình thấy nó sao sao á. Thì mình không dám khen chê người ta. Nhưng mà cách của mình làm khác nhau hoàn toàn. Rồi thôi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào bếp thôi ha. Đây nè, let's go. Hi, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ ra một món đặc biệt và rất là lạ. Đối với mọi nào làm bếp á, thì món này nghe bình thường, nhưng mà đối với mọi người mà chưa thì nghe rất là lạ, thì mình sẽ làm món lạ ha. Đó là cái chân gà. Chân gà làm gì đây? Chiên nước mắm hả? Không phải chiên nước mắm đâu nha. Đây là chân gà mình còn nguyên chân nè, mình chẻ đôi ra nè mấy bạn. Mình chẻ đôi cái chân gà ra xong rồi cứ mình chặt một khúc như này. Đó, nó là chân gà gì nè. Đó, thấy không? Bây giờ mình chẻ đôi ra, xong rồi chặt này ra. Đó, các bạn hình dung chưa? Đó ha, tại sao có chanh thì tí nữa mình sẽ làm sao ha các bạn ha. Để một ít chanh đó, và đây là tỏi. Ồ, tỏi xay quá trời luôn. Ăn cha này chiên nước mắm bỏ vô đây tỏi chắc ăn chết quá. Tí nữa biết sao ha. Gần một chén tỏi xay và kèm theo một tí xíu ớt xay, một cái trứng gà ha, và đây là bột năng và bột giòn. Đúng rồi, đây bên đây là bột năng nè, còn bên đây là bột giòn. Các bạn thấy hai màu khác nhau không? Cái màu trắng là bột năng ha, còn cái màu vàng vàng là bột giòn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu lấy một cái thau ha. Mình sẽ làm bằng tay không trước nha mày. Còn này nữa, cái này là cờ no với bột ngọt, mỗi thứ một tí xíu rồi mấy bạn, để nó lấy nét lại ha. Đó, một tí xíu cờ no với bột ngọt nha mấy bạn ha, chỉ tí xíu thôi, tại quay gần quá nó thấy nó vậy đó, chứ thật sự ra đầu muỗng à. Rồi cái thau dính hành tây mình sẽ lấy ra. Và cái này mình sẽ làm tay không nha các bạn, mình sẽ không dùng bao tay, tại dùng bao tay rất là khó làm, rất là khó lăn qua bột, tại dính vô hết bao tay, cho nên mình sẽ dùng tay không. Tay không rất là sạch, không có gì hết ha, chỉ hơi đen da thôi, ăn nắng quá thôi giỡn thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho một cái trứng vào ha mấy bạn ha, một cái trứng gà nè đó, và gia vị ha. Đó mình sẽ cho vào hết luôn ha. Bắt đầu mình sẽ đánh ra, đánh cho gia vị nó sẽ tan đều trong trứng. Để mục đích làm gì? Chúng ta ướp chân gà nó sẽ vừa ăn hơn. Rồi mình sẽ cho hết chân gà vào. Đó, bắt đầu trộn lên, trộn tay không luôn. Đó, ai nói dơ thì chịu. Còn không mang bao tay làm không được thì ráng mà chịu. Đó, các bạn sẽ cho cái trứng này nó đều hết. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ qua một bên. Giờ mình sẽ sử dụng một cái này. Mình sẽ trộn lẫn bột năng và bột giòn vô chung ha mấy bạn ha. Bột năng với bột giòn là hai cái đều nhau nha mấy bạn, không có cái nào nhiều hơn cái nào hết, mà nhiều hơn tí xíu cũng không sao, đừng quan tâm. Rồi bây giờ mình sẽ cho bột năng và lăn qua chân gà. Đó, các bạn lăn như thế này, để mình lấy cái này ra. Đó, các bạn lăn ra như thế này, lăn cho nó đều ha. Đó, đây. Rồi xong ha mấy bạn ha, bây giờ mình sẽ bỏ xuống và mình sẽ dọn hết mấy cái này đi. Đó, chúng ta sẽ lăn là sẽ được như thế này nha mấy bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bếp, và trước khi chúng bắt đầu vào bếp chúng ta phải bật cái chảo dầu rồi nãy giờ. Rồi mình sẽ bắt đầu, mình sẽ vô mình sẽ làm luôn ha. Sorry nha các bạn, tại vì bây giờ mình chưa có dọn bếp, mình sẽ làm món xong mình sẽ dọn bếp luôn ha.
Thì bây giờ mình đã bạc cháo dầu nóng rồi, bây giờ mình sẽ chiên cái chân gà lăn bột này nha mấy bạn. Đó, chiên. Ha, chúng ta chiên chân gà cho nó vàng và giòn. Ha, không đi lửa khè. Ha, đi lửa từ từ thôi, chiên cho nó vàng và cho nó giòn, người ta ăn cả xương. Nếu mà chúng ta chiên không giòn, người ta ăn cả xương vô thì nó xương nó rất là cứng nha mấy bạn ha, nhớ điều đó ha. Đó. Rồi, trong lúc này chúng ta coi rồi thì thôi. Đang rảnh nè, bấm nhúc đăng ký kênh ha, đừng xem chùa nữa mấy bạn ơi, đừng xem chùa nữa, đăng ký kênh đi, đăng ký kênh mình còn theo dõi những clip mới, còn những món mới thật rất là mới mẻ ha, mình sẽ còn hoài hoài thôi, đăng ký kênh không có tốn gì hết, chúng ta sẽ theo dõi được rất là nhiều clip của Ly ha. Rồi thôi bỏ qua bên đăng ký không đăng ký thôi cũng được, không sao hết. Rồi bây giờ chúng ta cứ chia như thế này, để cái lửa như thế này ha. Đó, tới khi nào mà chân gà nó vàng nha mấy bạn, cái này nó còn trắng nè chứ thật sự nó chưa có vàng ha. Rồi bây giờ Ly sẽ chiên thôi, bây giờ trong lúc chiên thì mình sẽ làm cái khác để cho các bạn biết ha. Rồi bây giờ trong lúc chân gà đang chiên ha, chưa có xong gì hết thì mình sẽ làm một công việc khác, đó chính là mình sẽ phi tỏi xay ha. Các bạn nhớ nè, các bạn phi tỏi xay các bạn không nên đợi đổi tỏi cho nó vàng nha mấy bạn, để tỏi vàng tí nữa làm nó sẽ bị đắng, cho nên chúng ta sẽ để tỏi hơi vàng 70% ha. Bạn thông cảm nha, cái bếp nó hơi dơ một tí xíu thôi, mình làm xong rồi bắt đầu là mình sẽ dọn bếp sạch sẽ. Rồi bây giờ dầu nóng nè, mình sẽ cho tỏi xay vô ha các bạn ha. À, các khi phi tỏi các bạn phải đánh vậy, chịu khó đánh nha, để cho tỏi nó vàng đều ha mấy bạn ha. À, chúng ta nhớ ha, để cho tỏi vàng cỡ 70% thôi, tí nữa chúng ta còn làm nữa, chúng ta để cho tỏi vàng quá là tí nữa làm biết là mình ăn chân gà nó sẽ bị đắng nha. Tay tỏi nó vàng quá bắt đầu nấu đi, nó chín nó hơi hơi vàng nặng quá là chân gà nó sẽ hơi bị đắng mấy bạn ha. Rồi tỏi như thế này là được ha mấy bạn ha, bây giờ mình sẽ vớt ra ha mấy bạn. Đây cây vợt mình sẽ vớt ra, làm lẹ tay chứ nó không mà để nó vàng nhanh lắm. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô ha. À, thì tỏi nó như thế này nha mấy bạn, đừng để cho nó vàng quá nha. Mình sẽ cho cả ớt xay vào nè ha. À, và mình sẽ dắt cho thêm nó một miếng chanh ha, nước cốt chanh. À, chịu một tí xíu thôi ha mấy bạn ha. Đó à. Rồi và mình sau đó mình sẽ cho một tí xíu nước nè, à, như đây nước ha mấy bạn ha, cho vô và tương ớt ha, tương ớt thì cỡ nhiêu đây ha các bạn, để coi mình coi cần canh coi thôi, thêm một tí xíu nữa tương ớt nữa là vừa rồi, ok ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nêm gia vị, ở đây là đường ha, đường mình sẽ cho một muỗng trước nè. Đó. Và cờ no à, cỡ đầu muỗng. Đó. Rồi xong không cho gì hết ha. À, mình sẽ phi lên. Cái vị của nó là ngọt ngọt và mặn nhẹ nha mấy bạn. Ngọt ngọt mặn, và món này là phải cay nha mấy bạn. Món này là phải cay nha. Đâu mình sẽ nêm thử nha mấy bạn. Ok, quá chí. Rồi bây giờ trong lúc này, nãy giờ là chân gà mình ha bạn, nó đã vàng và giòn rồi, ăn xương luôn cũng được ha. Đó, chiên là phải tới như vậy, ta ăn cả xương luôn. Và chân gà giòn rồi, chúng ta sẽ để chân gà cho nó ráo dầu, hãy bỏ vô nha mấy bạn, không nên bỏ vô, tại vì bỏ vô nữa dầu nó rất là nhiều, nhìn nó sẽ rất là ngán ha, người ta nhìn thấy dầu ta sẽ rất là ngán. Hồi nãy tỏi mình đã chắc hết dầu rồi, bây giờ bỏ gà vô nữa và cũng phải là để cho nó ráo như thế này, rồi mình sẽ cho vào ha. Rồi sau đó là gì, còn gì nữa, xóc và cho ra thôi. Chân gà quái thú.
đây. À, và món này đạt là thứ nhất là màu phải tươi ha, thứ hai là không có dầu, dầu mà lợn cợn với dĩa là thôi thua, rớt đài. Thứ ba là vị ha, bạn thấy không, khô ráo ha. Và bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem như thế nào ha. Rồi thôi, bây giờ cuối clip rồi, mình cũng không có nói gì nữa. À, cuối cùng là cái dĩa chân gà mình cũng đã xong rồi đó mấy bạn ha. Rồi, mình chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ ha, và cố gắng sẽ làm được ra một món chân gà quấy thú để cho gia đình mình ăn nè, bạn bè mình ăn nè, hay bán nè ha. Rồi thôi, nhớ đăng ký kênh ủng hộ Ly nha ha. Rồi Ly rất là cảm ơn, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và một năm tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe và may mắn. Bye bye.